Xin chào các bạn, du học Singapore là lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh Việt Nam muốn du học ở một nền giáo dục tiên tiến ngay tại khu vực châu Á. Thì Singapore là môi trường tốt để rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, bằng cấp thì được công nhận khắp thế giới, cơ hội việc làm cao mà chi phí du học lại thấp hơn các nước như là Mỹ, Anh, Úc. Và Tân Đại Dương cũng nhận được khá nhiều từ các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh quan tâm tới du học Singapore về trường EIC Singapore, chương trình học cao đẳng, đại học như thế nào và có những cái yêu cầu gì. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giải đáp những cái thắc mắc xoay quanh về trường EIC Singapore các bạn nhé. Thì hiện nay EIC Singapore có những chương trình đào tạo như là chương trình tiếng Anh ngắn hạn, dài hạn, khóa luyện O-level dành cho các bạn học sinh muốn vào trường công lập, cùng các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch và khách sạn, tài chính và ngân hàng, marketing và sale, hậu cần, logistics, từ cao đẳng, đại học cho đến các khóa học thạc sĩ. Và các chương trình và khóa học của EIC được phân thành 3 nhóm chuyên ngành, đó là quản trị kinh doanh và doanh nghiệp, quản trị tài chính và tài sản, quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn. Điều kiện đầu vào tại trường EIC Singapore không quá khó đối với học sinh Việt Nam. Đối với chương trình cao đẳng tại EIC Singapore, học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam và điểm IELTS là 5.5. Nếu học sinh hoàn tất lớp 9 tại Việt Nam thì sẽ tham gia thêm một cái khóa dự bị. Thì sau khi hoàn tất cái khóa dự bị này rồi thì các bạn sẽ vào chương trình cao đẳng nâng cao tại trường EIC Singapore. Tại EIC có những chương trình học tiếng Anh với 4 cấp độ, khai giảng là 2 tháng. Thời gian học chỉ từ 2 cho đến 8 tháng trước khi vào khóa chính, học sinh sẽ làm bài test để được xếp lớp đúng trình độ của mình. Thì trong thời gian này, học sinh có thể tìm hiểu thêm về trường, tìm hiểu được ngành mà mình yêu thích, phù hợp để nộp đơn đăng ký sau khi mình học khóa Anh văn tại trường EIC Singapore. Nếu bạn nào quan tâm đến ngành quản trị kinh doanh và marketing, thì đây là chuyên ngành hot và được các bạn trẻ lựa chọn khá nhiều. Tuy nhiên, không phải ai học xong cũng có việc làm. Vậy làm thế nào để giảm thiểu số lượng các bạn thất nghiệp? Đó chính là tìm đúng nơi đào tạo uy tín, chất lượng và đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Thì cao đẳng nâng cao 20 tháng bao gồm cao đẳng. Nếu mà học sinh học hết lớp 12 đạt yêu cầu đầu vào thì có thể đăng ký nhập học chương trình từ cao đẳng cho đến cao đẳng nâng cao và cử nhân tại trường EIC Singapore. Chương trình cao đẳng và cao đẳng nâng cao học trong 20 tháng học phí là 17.500 đô la Singapore, được chia làm 2 lần đóng. Chương trình quản trị kinh doanh và marketing trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về marketing, những phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu và vạch ra chiến lược marketing, khảo sát và nghiên cứu marketing. Thì sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các phòng kế hoạch kinh doanh, phòng marketing, ở tất cả các loại hình kinh doanh hoặc làm tại các công ty dịch vụ marketing như công ty quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể thành lập và điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường EIC Singapore tại Việt Nam. Để liên hệ tư vấn thủ tục hồ sơ, các bạn có thể đến văn phòng trực tiếp tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội.